Xin mến chào tất cả các anh chị, các bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Hôm nay Quân tiếp tục chia sẻ một bài thuốc rất hay, sử dụng những loại thảo dược rất gần gũi để trị một chứng bệnh mà hiện nay nhiều bác gửi yêu cầu đến cho Quân. Cái chứng bệnh này là chứng bệnh đổ mồ hôi trộm. Đổ mồ hôi trộm nhá, thì trường hợp này các bác sử dụng lá của cây dâu tằm đây ạ. Đấy. Các bác hãy hái cho Quân lá cây dâu tằm. Đấy, chúng ta hái lá cây này. Cái bệnh này thì rất nhiều người bị, và trẻ em bị thì đặc biệt là khi ngủ ấy, thì mồ hôi nó vã ra. Thì các bác hãy hái một nắm lá dâu tằm nhé. Đấy. Một nắm lá cây dâu tằm. Cái cây thứ hai thì các bác tìm cho Quân loại cây này nhé. Cái cây này hôm trước Quân đã chia sẻ rồi. Đây ạ. Các bác hãy tìm cho Quân loại cây này. Cây này các bác biết là cái gì không ạ? Lá rất giống lá xoan. Đấy. Nhưng mà quả thì lại giống với quả cây tầm bóp. Người ta gọi cây này với hai tên. Một đó là dây xoan leo, dạng dây. Cây xoan leo. Hoặc là tên thứ hai là tầm bóp dây. Đấy, hai tên. Vừa giống cây xoan lại vừa giống cây tầm bóp. Thì các bác tìm cho Quân một nắm lá của cây này. Đấy, tầm bóp dây này hay là xoan leo này. Cách làm như này ạ. Các bác hái hai loại này về, mang rửa sạch, cắt ngắn. Sau đó các bác cho lên nồi, đổ khoảng 5 lít nước vào. Đấy, đổ nước vào. Các bác đun sôi lên chừng khoảng 10 phút. Sôi lăn tăn khoảng 10 phút. Sau đó là các bác xông. Đấy, xông bàn chân, bàn tay. Xông cái nước nóng này xong, các bác cho chân tay chúng ta xuống để chúng ta ngâm. Đấy. Rất đơn giản thôi. Ngâm hai loại này, lá dâu tằm nhé và dây xoan leo. Thì cái bài thuốc này rất là công hiệu, và chỉ cần chúng ta kiên trì sử dụng, ngâm và xông trong thời gian từ 5 đến 7 ngày là gần như là cái bệnh nó thuyên giảm rất là nhiều. Và chúng ta kiên trì sử dụng trong thời gian 15 ngày đến 1 tháng là sau đó gần như là cái bệnh này bị biến mất. Đấy. Đây là một kinh nghiệm rất là hay, đặc biệt cho những bác bị đổ mồ hôi chân tay và trẻ em đổ mồ hôi trộm. Đấy. Cái bài thuốc này rất là hay, nên là các bác hãy ghi nhớ cái bài thuốc này để khi cần chúng ta áp dụng. Còn riêng đối với dây xoan leo này có một vài những công dụng. Quân xin tiếp tục chia sẻ cho bác. Ở vườn nhà các bác mà có loại cây này ấy, thì Quân khuyên các bác là chúng ta hãy gọi là đừng phá nó đi. Chúng ta dùng ấy, thì chúng ta cắt. Đấy. Cần chúng ta cắt để chúng ta dùng. Còn những cái quả như này này. Đấy. Thì nó sẽ phát tán ra thành những cây con. Đây, quả đây ạ. Đấy, quả đây. Đây các bác nhìn này. Đấy. Quả đấy ạ. Và cái hạt ở bên trong ở đây. Đấy, nó có 3 cái hạt màu đen đây ạ. Đấy, các bác nhìn này. Sau đó nó sẽ phát tán ra. Đấy. À, chúng ta sẽ có những cái cây xoan leo ở vườn nhà như này. Nó rất là nhiều công dụng. Rất nhiều công dụng. Đây, quả đây. Hạt đây. Đấy. Cứ mỗi quả này nó có 3 hạt. Các bác hãy nhớ là chúng ta đừng bao giờ nhổ gốc cây này nhé. Đừng bao giờ nhổ gốc cây này lên. Bởi vì nhổ đi chúng ta mà nó quả chưa chín ấy, sau đó nó mất giống cây này, rất là tiếc. Cũng có nơi loại cây này rất là nhiều, nhưng mà các bác lại không biết làm thuốc
không biết sử dụng làm thuốc. Thì hôm nay con đã chia sẻ cho các bác thêm những công dụng rất tuyệt vời của dây xoan leo này. Một đó là kinh nghiệm trị trường hợp đổ môi trộm, đấy, kết hợp với lá dâu này, quân vừa chia sẻ xong. Trường hợp thứ hai đó là tắm ngứa, đấy, mụn nhọt này, mẩn ngứa này, rôm sẩy này, nóng trong này, đặc biệt là trẻ em. Các bác cắt cái cây này về, các bác nấu nước tắm cho trẻ nhỏ. Có thể các bác sử dụng riêng cái dây này, hoặc các bác có thể là kết hợp thêm với lá cây núc nác, hoặc là vỏ cây núc nác cũng vẫn được. Đấy, cây núc nác ấy ạ. Đấy, lấy lá hoặc lấy vỏ đều được. Một nắm, rồi dây xoan leo một nắm, đun lên để tắm cho trẻ. Đấy, trẻ nào bị nóng trong này, bị rôm sẩy này, hay bị mẩn ngứa này, đấy, bị phát ban này, thì đây là một cái bài thuốc cực kỳ hiệu nghiệm, tuyệt vời. Đấy, khuyên các bác là chúng ta thường xuyên tắm cho trẻ bằng cây này. Đấy, kinh nghiệm thứ hai từ loại cây này mà các bác cũng cần phải nhớ nhé, đó là tiểu đường. Các bác nào bị tiểu đường thì có thể sử dụng lá cây này làm trà để uống. Nó giúp cho các bác hạn chế, giảm cái tác hại của bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và giúp các bác giảm những cái biến chứng do tiểu đường gây ra. Đấy, nên là chúng ta hái lá cây này về sắc nước uống hoặc là hãm trà khi bị tiểu đường rất là tốt. Đấy là công dụng thứ hai. Công dụng thứ ba của cây này là phụ nữ mang thai hoặc là sau sinh bị trúng gió. Đấy, bị trúng gió. Cái trường hợp này là biểu hiện đó là trào đờm này, cắn răng này, bất tỉnh này, mắt xanh, chân tay cứng đờ. Thì kinh nghiệm các cụ để lại là hái một nắm lá cái xoan leo này, một nắm, sau đó là rửa sạch giã nát, chế thêm ít đồng tiện, tức là nước tiểu của trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em trai dưới 6 tuổi đấy. Đấy, nước tiểu của trẻ em trai dưới 6 tuổi người ta gọi là đồng tiện. Chế thêm ít nước tiểu vào, sau đó là vắt lấy nước cốt đó để cho bệnh nhân uống. Đấy, là trường hợp phụ nữ sau sinh hoặc là phụ nữ mang thai bị trúng gió, rất là hiệu nghiệm. Cái cây này là một cái cây thuốc quý, có nơi mọc hoang rất nhiều mà các bác không biết, không biết công dụng nó. Đây, ở vườn này đang có mấy cây mọc, thì quân cũng để dành để quân nhân giống làm cây thuốc ở vườn, phục vụ cho bà con gần xa. Đấy, các bác này, nhìn này. Đấy, hạt của nó màu đen như này này. Đấy, quả của nó nhé, quả của nó có 3, đây ạ, quả của nó có 3 cạnh như này, có 3 ngăn như này, xin lỗi các bác, quả 3 ngăn này, thì nó sẽ có 3 cái hạt. Mỗi cái hạt này mọc được thành một cây, như cái cây này. Đấy, nó có rất nhiều quả, các bác nhìn này, rất nhiều quả. Thì sang năm thôi là nó sẽ có rất nhiều cây xoan leo này phát triển. Và đây là một cái loại dược liệu tuyệt vời, rất nhiều công dụng. Đấy, các bác nhớ là khi bị trẻ em bị đổ mồ hôi trộm, hoặc người lớn chân tay thường ra mồ hôi trộm, đấy, dùng cây này để xông, ngâm, đấy, kết hợp với lá cây dâu tằm là dùng để ngâm và xông. Đấy, trường hợp thứ hai, trẻ em bị rôm sẩy này, nóng trong này, phát ban này, mẩn ngứa này, thì hãy sử dụng cây này để tắm cho trẻ. Đấy, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, đấy, sử dụng cây này để trị trường hợp bị tiểu đường. Đấy, và thứ tư, phụ nữ sau sinh hoặc mang thai gọi là bị trúng gió. Đấy, rất nhiều công dụng tuyệt vời của loại cây này. Một cây rất đặc biệt, lá giống lá xoan, quả giống như tầm bóp.
Các bác xem video thấy hữu ích thì hãy cho Quân một like, hãy chia sẻ video này để cho nhiều người cùng biết. Và các bác đừng quên đăng ký kênh Cây Thuốc Vùng Cao để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.